Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là phần bảng main của Xiaomi Redmi Note 5 với tên mã là MDV6S. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần bảng main của Xiaomi Redmi Note 5 lỗi hỏng, cần một địa chỉ thay mới main, đổi mới main của Xiaomi Redmi Note 5. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn hoặc liên hệ trực tiếp 024-66-75099. Di động Cao cấp.vn sẽ mang đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền như bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ, về sản phẩm liên quan đến Xiaomi Redmi Note 5, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.